Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô. Và đầu video vô thì anh em chuẩn bị nghe cái đặc sản kênh Bác Tô, đó là tiếng chó đúng không? Thôi thì kệ, hôm nay mình cũng xài trái quỷ liên quan tới chó. Đó là trái quỷ Mắc Ma của chó đẻ Akinu. Đó thì ngày hôm nay mình sử dụng trái quỷ này để solo với Leader sử dụng trái băng. Đây là hai trái quỷ mà mình có khả năng đi trên được trên mặt biển đúng không? Và trận chiến lửa băng này thì nó cũng giống như là Akainu với Aokiji. Mà các bạn biết là Akainu thắng đúng không? Nhưng mà cái trận chiến này thì 90% là mình thua. Tại vì làm gì mà cứ đẩy đẩy cái đít vô nghe cho người ta vậy? Thì tại vì á khả năng là mình thì không có chuyên về cái trái Mắc Ma này. Cái thứ hai là mình không có tộc người cá, cho nên là một hồi mình lao xuống mình cắm đầu mình chết thôi. Và thêm một cái nữa là Leader lại chuyên trái băng. Đấy là chuyên đánh trái băng cấu rỉa luôn. Đấy là khả năng mình là thua đến 90% này anh em. Rồi thì trận chiến này bây giờ sẽ bắt đầu nè. Trận chiến giữa hai trái quỷ đi được trên mặt nước. Đây, vô. Cái trái 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 Mắc Ma của mình á sử dụng trên nước nó ơi 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 hên quá hên quá. Cái mình có cảm giác là cái tầm sử dụng nó bị ngắn lại sao á. Với lại nó mình không có cấu rỉa trúng được này, đó là trúng được một phát. Nhưng mà chưa gì là mình bị trúng lại còn nhiều hơn. Ấy thì nãy giờ đang còn được cái lợi thế ở trên không chứ tôi không chiến rất là dở anh em. Đấy. Với lại là trái Mắc Ma bây giờ là nó ê ê ê khoan 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 còn tí nữa chết rồi. Đấy, một chiêu cuối rồi. Đây thì chỉ có cấu rỉa vậy thôi. Thì hên quá né được cái chiêu này rồi. Tôi đánh bằng mồm nhiều hơn anh em, cho nên là anh em nghe cái mồm tôi nói nhiều chứ tôi đánh thì kỹ năng bao nhiêu. Toàn là ra chiêu hụt không à. Ui giờ trên mặt nước mình không solo được kìa anh em. Cái này là chết rồi nè, cái này là chết rồi nè. Muốn xài chiêu để combo vô á, nhưng mà xong là mình bị dính đòn à. Đây. Đánh trên mặt nước thì anh em nói là cái thời gian đánh nó sẽ có giới hạn, tại vì energy mình khi mình lướt á, là mình sẽ mất energy các bạn, cho nên là ủa anh em là xong rồi các bạn luôn rồi đấy, cho nên là mình sẽ một hồi là mình sẽ ôi sao mình vẫn bị đóng băng trời. Cái này là ăn gian nè, cái trái quỷ ăn gian vãi luôn, không thấy được ở trên mặt nước mình không thấy được cái chiêu nó luôn á mà nó đóng băng được mình. À, không dám xài chiêu ít nữa rồi, xài chiêu ít là một hồi là đi đứt luôn á. Rồi tôi chỉ có bay trên không thôi anh em, chứ không không bay trên không là đánh không có trúng gì được cái trái Mắc Ma này luôn á, mà tôi không chiến cực kỳ dở luôn. Ôi, vậy mà cũng trúng ảo vãi luôn. Hên quá, đá cái phát này là trúng rồi, trúng cái phát vô ảnh cước. Lấy cái gì vậy, bay vô luôn. Rồi, tới khoan nữa rồi. Trời ơi, cái gì mà phát nó không trúng luôn à. Một hết chiêu luôn, cái này đánh không có một cái gọi là cái thể thức gì gọi là combo luôn các bạn. Cầu may. Ơ rồi cái này nhúng xuống nước đau quá. Rồi cái này là tôi bây giờ tôi chết chắc rồi các bạn. Đây, thêm một phát nữa thôi. Đấy. Không trúng luôn kìa. Đấy rồi thì mình á thì mình chết ở lộn mình đã, trận này là mình đánh BO3 nha các bạn. Đây là trận đầu tiên thì mình thua, nhưng mà đã nói rồi khả năng là 90% mình thua là chắc rồi các bạn. Đấy là tôi đánh là tôi vừa chơi game vừa bình luận, nó đánh bằng cái mồm đó không chứ tôi có đánh bằng cái tay đâu. Rồi trận tiếp theo nè, bây giờ mình sẽ báo thù cái trận lúc nãy với Leader ha. Đúng là nữ hoàng băng giá các bạn, có khác y gì vậy, chưa bật PvP mà nó ra là nó hấp tấp nữa, lo mình đang nói chuyện nó lo nó cấu rỉa trước anh em thấy không, đánh cực kỳ ăn gian cực kỳ luôn, ghê thiệt. Rồi bây giờ bắt đầu nè, vô. Lợi dụng lúc con người ta đang nói chuyện cái là quánh à.
Ấy, chưa hồi chưa về hả? Quái gì kỳ vậy? Trời ơi, pha đó vậy mà cũng bị trúng được nữa. Mấy cái chiều của trái băng này trên bờ biển cực kỳ ăn gian luôn các bạn. Nhất là cái chiều về của nó mình không thấy luôn á. Này là tôi biết là leader đang chấp nè các bạn, chứ leader mà không chiến tôi đánh trúng gì đâu. Ơi, chiều cuối tôi hụt lất luôn. Đấy, thấy không? Bắt đầu là bây giờ là tôi bắt đầu tôi hụt chiều rồi á. Là phải zoom gần lại mới trúng thì phải các bạn. Mình nghĩ là vậy. Trời ơi, trúng gì phát có mấy trăm máu. Đó, rồi xong là thêm mấy cái chiêu, bộ chiêu melee của mình là gọi là vô tác dụng trong đây. Tại vì mình đá với một số chiêu á là muốn xài chiêu 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 Z để mở lại mở combo đúng không? Nhưng mà nếu mà xài chiêu đó là mình sẽ cắm xuống biển mình chết, trừ khi mình có tộc người cá thôi. Nói chung là không có tộc người cá thì bó tay. Trên đây gặp mà dính combo của trái băng này lại còn không solo được nữa. Ê, như vậy mà mình cũng trúng chiêu. Ê, trời ơi, vừa nói là mình combo trúng thì mình cũng bị trúng chiêu rồi. À, nhưng mà không trúng luôn. Này là cấu rỉa một hồi là tự hết energy là tự thua thôi. Hết energy là mình sẽ bị lọt xuống biển. Này BO3 này là tôi kết thúc sớm rồi. BO3 này là chỉ có hai trận là tôi thua rồi các bạn. Đấy, này không solo được nữa chứ. Không solo rồi 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 rớt dưới biển luôn rồi, còn có mấy chục máu. Đó thấy chưa? Chán thật sự cái vụ này nè. Không được. Tại sao có thể thua sớm được như vậy? Mình phải chạy để hồi máu các bạn. Đó, bây giờ mà thua là phải chạy nè. Này, cấu rỉa lại là cũng không tới nữa. Cái tầm của trái mắt ma bây giờ nó ngắn lắm. Nó không phải được như hồi đó đâu. Rồi thêm là cái trái băng này là nó chạy trên biển nhanh nữa chứ. Mình thì đâu có chạy nhanh được như nó đâu. Nó có chiêu chạy nhanh. Mình chỉ có một chiêu bay mà bay cũng chậm rì. Chứ có được như cái trái mắt ma đâu. Ủa lộn, có được như trái trái băng đâu. Trận đấu này một chiều vãi luôn các bạn. Nãy giờ có mình tôi nói à. Tôi vừa chơi mà tôi phải tự bình luận nữa. Trời ơi. Đấy, có đâu, giống như là quánh giải đấu hay quánh liên minh hay gì đi. Là tôi chơi có bình luận viên đứng bình luận cho tôi. Ví dụ như là Bác Tô đang ra chiêu C. Bác Tô dùng chiêu gì mưa dung nham. Rồi Bác Tô là dùng đại nham cẩu. Rồi xong Bác Tô xài nham thú, rồi xong là bảo dung nham đâu các kiểu. Nó như vậy nó mới mà kịch tính. Mình tôi bình luận không à. Chết tôi. Ôi trời, bây giờ tới giờ nó lắc nữa rồi các bạn. Bây giờ nó lắc rồi. Mày, trời ơi, nãy giờ tôi tức quá tôi không xài được một lần nào trúng cái chiêu cuối luôn á các bạn. Này, khó vãi, hình như là mình chắc mình phải thử cái chuyển qua ship lock các bạn, thử qua ship lock mình combo coi. Chứ combo ở đây nó thôi thôi, ship lock là tôi càng không biết combo luôn. Ấy, sao mình đầy máu rồi ta? Tôi đang không hiểu tại sao nãy giờ có làm gì đâu mà nó đầy máu luôn rồi. Chiêu cuối hoài luôn á. Sắp hết energy rồi. Nào hết energy trước là đó thua. Ui, cuối cùng tôi cũng thắng rồi các bạn. Vậy là trận BO3 này nó sẽ trở nên kịch tính hơn. Đó là sẽ có trận đấu thứ ba nha các bạn, để phân định coi là thắng thua là thuộc về ai ha. Tại mình phải reset hồi energy chứ. Chứ không là hết energy là thua. Ấy, vậy mà cũng bị tính tôi là tôi bị giết. Nó tính tôi là nó tính là tôi bị giết kìa các bạn. Rồi, bây giờ sẽ chạy ra biển tiếp theo nha. Ồ, chạy ra biển tiếp chứ sao tiếp theo ta? Lần nay dạo này tôi bình luận tôi bị sao ấy ca. Ăn gì ăn chơi chạy. Ồ, ta thua ta chạy, đánh phải có quyền chạy chứ. Đừng có lớn rồi mình dí theo tao nó không được thôi chứ 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 chứ, chứ đổ lỗi cái gì, thua là thua. Ủa, khoan, sao giờ tụt energy dữ vậy? Mới có chạy con tí bật BBB chưa? À quên, tôi chưa bật.
Tôi cũng chết mà đúng không? Tôi mới reset rồi tôi chết mà. Rồi, thì trận chiến này bây giờ là bắt đầu nữa ha. Để tôi vừa đổi cái mũ lái máy bay vô. Lần này là tôi sẽ thử thêm là kết hợp thêm là vô mấy cái kiếm để tôi lướt các bạn. Ôi, ôi trời 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 ơi, trời ơi binh mạng. Rồi cái này chết tôi à. Nhưng nãy nó lắc một phát cái là ơi rồi ơi, rớt biển rồi. Cái này là thua, cái này là không phục với đánh lại. Đang đánh mà bị rớt biển à, đánh lại đi. Hay gì mà đang đánh giữa chừng khoảng 5-10 phút rớt biển thua không nói, vừa vô cái đi rớt biển. Nãy là tôi làm gì tôi bị rớt biển ta? Nhớ là tôi bấm chiêu mà tôi bị rớt biển. Rồi, bây giờ bắt đầu lại nè. Là bây giờ là đây là trận cuối cùng nè. Lần này mà tôi mà có rớt biển sớm nữa tôi cũng nhận thua luôn các bạn. Chứ bình luận nãy giờ là mệt rồi. Đây, rồi, vô. Đấy, vô là tôi ui, tôi không cấu rỉa được pha này. Không dám xài chiêu Z xuống luôn các bạn. Như là mình xài chiêu này là nó cái chiều cuối này dễ hụt vai tức thật sự các bạn. Đây mình thử coi mình có thể đốt lửa được trên biển không các bạn. Ê, tại vì sao mình phải đốt lửa để tăng đáp rồi rồi xong rồi cái pha này là tôi chết chắc rồi các bạn. Hên quá mình cấu rỉa lại được một khúc máu, 4.000 máu vô cái chiều đó không. Cái chiêu Z là cái chiêu mà đam to nhất của mình mà đúng không? Cho nên là nếu mà trúng chiêu Z thì mất nhiều máu thôi. Ôi. Trận này tôi sẽ có cho Leader nghỉ hưu sớm nè các bạn. Đó, 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 cái nói á, chứ nói là chứ không hỏi nói là cái thằng nào mà nói nhiều là thằng đó thua. Đây. Nghỉ hưu sớm. Ủa sao kỳ ta? Tôi có cảm giác là chiêu cuối hình như là nó không có tạo ra được cái vụ nổ này, nó không trúng hay sao á ta. Rồi. Cái này là tôi tới giờ tôi nghỉ hưu non các bạn. Đây. Tiếp tục lại với trận đấu thôi. Tôi cảm giác là cái chiêu cuối này nếu mà mình xài xuống biển là hoàn toàn nó không gây đam được. Nó nổ mà ta, tại sao nãy giờ tôi chưởng không trúng chiêu cuối mà tôi lại đổ thừa là do đổ lỗi à. Đây rồi nó giới hạn, giới hạn cái tầm này giống như trái Venom rồi, đang BBB làm clip em. Rồi thì bây giờ leader bắt đầu là chơi chạy, bắt đầu là leader chạy cái xong là tôi mà dí theo mà tôi thua là tôi phải chửi liền. Chơi chơi chạy đó đấy chưa, bây giờ chơi là chơi chạy kìa. Đây ồ đây là đây là chạy nhưng mà phản công ngược các bạn. À, ghê đấy. Rồi bây giờ là bắt đầu là tôi phải cho tôi dí theo mới được. Này đánh đánh cái trận này á, là anh em là chửi xả chiêu đồ các kiểu, chơi spam kill gì các kiểu, mà tôi hỏi anh em đánh trên biển chứ tôi sợ rớt cái biển gần chết là làm sao tôi dám mà tôi dùng chiêu Z mà tôi lao vào để tôi mà combo đúng không? Hey, tôi vừa thấy cái chiêu cuối là không xài trúng được. Tôi tức thật sự. Nó thử coi lần này trúng không? Không trúng luôn. Tại sao vậy ta? Không hiểu tại sao luôn. Rồi, đang đứng gồng cái chân lửa lên, đặng có lửa đặng tăng đam mà rốt cuộc là kiểu này là ê, tôi thấy có người rớt biển rồi các bạn. Mới thấy có leader bị rớt biển hay gì rồi. Rồi đánh tới đây mà để rớt biển chết thì thua chứ sao đúng không anh em. Là trong trong cái trận trận đánh là BO3 này tôi là người chiến thắng nè. Ban đầu là tôi nói là tôi thua là để cho leader khinh địch thôi,
Đấy, đánh xong là bắt đầu là khinh thường tôi, rồi xong là trận thứ hai là tôi là trận đầu tiên là tôi còn giả đò thua nữa. Đấy là tôi sử dụng là tâm lý chiến, đấy là khiến cho đối phương là coi thường mình, đánh buông thả đồ các kiểu. Đấy là tôi đã chiến thắng trong cái trận BO3 này nha các bạn. Đấy, mặc dù là ban đầu là tôi biết là khả năng thắng tôi rất là cao, nhưng mà mình một phần là làm clip để cho cái trận đấu nó kịch tính, nó ra ba trận như các bạn. Rồi thôi thì nổ quá rồi, thôi các bạn thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây ha. Các bạn cảm thấy sao về video này? Ở đây là bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.